Thưa quý vị, sáng ngày 24 tháng 10, đoàn khảo sát của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đã làm việc với Ủy ban Nhân dân thị xã Trảng Bàng về tình hình thực hiện phân cấp quản lý sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ thẩm tra các nội dung dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kiến tổ chức vào cuối năm 2023. Bà Huỳnh Phương Hiếu, Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Về phía đơn vị được khảo sát có bà Lê Thị Hồng Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Trảng Bàng tham dự buổi khảo sát. Các phòng chuyên môn trực thuộc Ủy ban Nhân dân thị xã Trảng Bàng báo cáo, hiện nay Ủy ban Nhân dân thị xã chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn thị xã thực hiện quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công được giao đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính công khai, minh bạch. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2021-2025, còn một số bất cập thực hiện theo quyết định số 32 ban hành ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh không ban hành thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản công đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, do đó gây khó khăn cho địa phương trong thời gian qua bởi nhu cầu thực tế đặt ra yêu cầu thực hiện nhưng chưa được tỉnh phân cấp. Phòng Tài chính thị xã kiến nghị bổ sung việc phân cấp điều chuyển tài sản công cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện thực hiện. Ủy ban Nhân dân thị xã cũng đã báo cáo một số khó khăn khác trong quá trình mua sắm tài sản công và đề xuất giải pháp tháo gỡ. Ban Kinh tế Ngân sách đã trao đổi một số kinh nghiệm trong thực hiện công tác tài chính, đồng thời ghi nhận các đề xuất của Ủy ban Nhân dân thị xã.